Sáu tiếp tục chế dụng cụ nữa. Ủa cái đó là nó bị gãy ra đúng không Nguyễn? Gãy bự rồi nè, đúng không? Gạt mấy chữ. Đậm. Cái nó dày vậy đó. Bỏ cái này đi. Bỏ gì hả? Không, lấy cái cán này gì luôn. Cán luôn hả? Ừ. Băng lấy cục băng băng đó lại ha. Ừ. Đúng. Bây giờ mà bơi vô đập sấy đập nước xiết là phải cứng mới được nha Nguyễn. Tại bữa giờ bữa giờ em bơi rồi nè, em với chốt đi. Anh chạy xe phải không? Xe. Ba đi không? Đi trời. Đi ba nhà phải không? Đây 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 đây. Nè đâu ba làm thử coi. Bữa nay nổi người chạy tà chạy ghe, cái này nổi người chạy tuồng. Do hôm nay ghe nó bận, không có đi được. Trước cho anh Nguyễn làm việc đúng không? Dạ đúng rồi anh Nguyễn. Khoan, anh ngồi đó đi, ngồi đó đi, ngồi đó đi, để anh Nguyễn xuống đi kìa. Khoan khoan, phỏng vấn, phỏng vấn. Quá trời máu rồi. Sao mà, ở đâu vậy? Bắt ở đâu? Mé. Ôi, lợi hại quá. Xin chào cả nhà buổi trưa. Chào anh Toán ơi. Rồi, bữa nay anh Nguyễn sẽ cho anh Toán trải nghiệm chạy cá trong mấy cái đập nước này nha. Đang chạy ha. Không, đâu biết chạy đâu, chạy gấp xong rồi. Hôm nay cuộc hành trình ngày hôm nay thì có chú Út nè, chú Út nè. Chú Út là đối nay đóng nhiệm vụ của con Giang mỗi khi là bơi nè. Bữa nay Giang nó đi đám cưới rồi cả nhà. Phải nói là chú bữa nay là thuyền trưởng phải không? Thuyền trưởng. Ừ. Người ta có sao nó sang hẳn hẳn đó ha. Này là đúng dân miền Tây nè. Anh Tám không thiết kế đó. Hên là trái đó hay trái kia là tiêu rồi. Trái kia đấy. Hình như trái đó. Trái không, trái kia. Mời cả nhà uống nước dừa. Mời cả nhà. Bữa nay năng lượng hơn nha anh Nguyễn. Bữa nay nước cạn hơn bữa chứ lắm à. Anh Tấn uống nước dừa anh Tấn. Không. Chú uống đó chú. Uống ly nha. Rồi. Rồi đem cái ca gần sau đi anh ơi. Để một chút thôi. Mình bữa nay mình quay trở lại mấy cái đập nước chảy xiết nha cả nhà. Bữa nay nước thật sự là cạn cạn hơn bữa rất nhiều luôn. Anh Tống anh coi nhiều. Anh Tống anh coi nhiều lần rồi. Thì chạy hồi dính được cái bon của nó hành rồi chứ là trước không? Không là nó vô cứ chạy đó không vớt á. Thế là anh coi kia chạy chỗ này rất là nhiều lần rồi, bữa nay cho anh trải nghiệm thực tế. Nào. Đứng ở trên đó đứng không vững thôi, hỏi em kêu mình chạy mới vậy. Vô giữa nè bạn. Cạn quá trời đó. Nước quá cạn luôn. Sấy
ngày đầu tiên lên con có thủng rồi. Hai ba quăng anh nghĩ quăng nè. Nó chạy nó sấy hơn lộn ha. Nãy sao mình bắt tương ếch vậy anh Nguyễn? Con thọt vô lụm con cái con phi với con ếch. Không có ngoài, cá con phi vô bắt ngoài. Khác chỗ nữa hả? Thở không? Dữ lắm rồi, cá gạch rồi, dữ lắm cá gạch rồi. Dạ, là dính con cá trấu không? Một con cá mày Vinh. Về thả ao. Ừ, quá đẹp. Đó, chỉ lên con à. Có cá nhảy lên không? Có cá nhảy lên là lụm đó. Có cá nhảy lên chứ đó. Có mới vừa nói là đang bị chóng mặt. Ủa gì vậy? Gì cứ không cá dính nhiều á. Dính cá khủng rồi, bởi vậy nó mới vậy đó. Được sao? Vậy? Được mà, được nổi. Được. Cô mặt lỡ á, hút vô. Đặt cái máy xuống luôn. Rồi tới đây rồi.
Rồi rồi bắt được cây à. Ủa bị gì vậy trời, cứng vậy, chắc cá bự quá. Bị thất thủ à. Lấy dép bơi tiếp anh Tấn. Phải không? Lấy dép bơi tiếp trước. Ờ. Là tiền khó rồi đó. Ai thì khó. Mà bố công việc thuê của thời gian. Rồi đâu chiến lên chết nữa. Cá khủng ơi. Ôi. Mà quay cá cha. Không cá nó thua lạc được rồi. Vô mà quậy cái cha ha ha ha. Quậy đi, không có cá thu kiến đỡ gỡ. Phong thủy tốt mà bữa nay sao kỹ đó. Ngày qua phong thủy quá tuyệt. Ngày qua tưởng không trúng mà trúng. Ngày hôm qua nói là gì? Anh nói sao? Anh nói anh phong thủy anh tốt không? Dạ. Bữa nay sao? Bữa nay chưa kết thúc chưa biết. Anh Nguyễn ảnh hay lắm, ảnh thay đổi tình thế hay lắm đi coi. Em không tốt mà. Anh Nguyễn nói gì anh Nguyễn? Em không thấy anh không tốt rồi. Đúng. Chưa chắc rồi, mới có ba chạy nhầm dưới trời.
Bữa nay mấy người văng lưới người ta nghỉ luôn. Cá khủng đi. Dính con cá ép ngồi chừng hơn ký được rồi. Điều nướng. Cá bự luôn. Vía con sáu mà qua đây rộng hơn. Nãy giờ mà cá thả thôi à, chưa có cá ăn. Một con cá khủng, hai con khủng cá. Có cá gì kìa? Có cá trắng rồi, có cá da bự cái gì kìa. Đó, thấy chưa, có cá khủng không ơi? Cuối cùng thành công. Cuối cùng cũng đã có cá bự rồi. Cuối cùng có cá ăn à? Có cá ăn rồi. Rồi nãy coi cá cha kho nạc xuống rau thấy thèm á. Bắt đầu có cá mì Vinh rồi đó Nguyễn. Mà nãy giờ không thấy cá cóc ha. Chạy vô nước chảy xíu không có cá mặn ngoài đây quên. Chạy nữa. Có cá ăn rồi. Cá ép mồi bự bằng cá cha. Lâu lắm mà không ăn cá ép mồi nướng rồi mọi người. Cái chỗ này là nó trong đêm đường bắn bán chạy ra đây để câu ngâm câu cá cha chắc chắn nhiều. Ấy chỗ con quay nào. Cái chỗ nào là bắn được cái lợn mực đó không? Quá trời cái trại này đẹp rồi. Là đỉnh. Anh Nguyễn anh dục cái máng tắt nước lại đây cho em anh Nguyễn. Đâm cái bụng luôn ha. Hay quá. Sẽ đi lại cái đập bên kia. Đổi điểm, đổi điểm. Chú Út sẽ nổ máy nha. Nổ máy, đổi điểm. Mình
sẽ đổi qua một cái đập nước khác nha cả nhà. Cái đập này thì lâu lắm rồi mình không có chài, mấy lần trước thì mình hay chài bên cái đập đằng kia thôi, cái đập mà 7 sóng. Nãy giờ ngồi thấy có cá bay gì không Nguyễn? Quá tròn. Còn bên này nước nó chảy đỡ hơn bên kia không anh Nguyễn? Dạ. Quá trời. Bên kia tới 5 cái vọng luôn mà. Ở bên kia tới 7 cái. Ồ, có 5 chú gạo rồi hả? Ồ, dạ. Con cá đó con cá gì? Con cá rảnh, một con cá thắt lát. Mới thấy được con cá rồi ha. Có một con cá thắt lát nè. Cá rảnh. Cá này không dám ăn cái gì. Cái giờ thả hết. Ủa có hai cái xe bộ đi sao vậy? Úc ơi vô sát nó quá coi chừng cây Úc ơi. Vô sát nó quá coi chừng cây không á. Mè qua hay ép mọi gì cũng được anh ơi. Tới tới. Hai ba. Cá khủng. Quá đẹp mọi người. Chạy mà không té dưới sông là chạy giỏi rồi. Tại này anh không dám nhảy xuống chứ cặp méo gần là anh nhảy rồi. Rồi nhờ có cái cục cây này. Hả? Vô cục đó mò là có cá chứ có kẽm không? Cái thằng cái điện hồi nãy nó tới rồi á. Gì vậy? Cô đi không? Hết hồn. Trời ơi, tỉnh đâu cá khủng không? Đứa đâu cá khủng? Anh nói có cây mới có cá, anh đụng cá bự dữ vậy. Nó viên gọt. Gọt rồi. Rồi nhẹ 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 phải không? Kéo thử anh ta. Được rồi đây. Không cứng nhắc rồi ông ơi. Cứng đâu gần đây nè. Vẫn còn hình như vẫn còn đó. Con bu 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 còn. Cút móc cái lái ra ngoài giữa sông nhé. Để tôi ra nó. Nó cảnh đẹp đó. Vả quá rồi.
Bên đây có cái rãnh hay rai nè. Nãy giờ mới thấy cá cóc à. Anh chị anh chạy kìa. Cái chạy nhỏ bung ra hết kìa. Anh Tấn về không? Về không? Bây giờ quyết định một chạy cuối cùng nữa về làm cánh treo. Ngày này cá đi ít cả nhà, nhưng mà anh Nguyễn anh chạy cũng trúng được cá trai khủng nữa, cũng trúng cá rồi. Đủ ăn mà, dư ăn dư sức. Ồ, cái chân quay nó gớt ra nè. Xô ra giữa dòng quyết định. Cái rảnh bự kìa chứ bộ. Không, ổng có dính cái rảnh bự kìa. Không, được con cái rảnh à. Mấy khúc cuối này hay ăn tiền lắm nè. Cá khủng. Cho một kết thúc đẹp đi. Xin một kết thúc đẹp. Quá trời luôn, một chày. Có cá trắng mà con nhìn con không biết cái gì. Nguyễn nó cá cóc. Có cá gì bự bự trong cái giỏ anh Nguyễn á. Có con cá mày qua kìa, thấy không? Cá cóc hả? Cá bự. Nguyễn thả cá rảnh nhỏ luôn. Đập mé vô xuồng bạn luôn. Chặn ra đâu. Cá cóc nó nướng được rồi đó anh Tấn. Nè.
chiều nay nhiều con lấy nướng quá. Cá cóc gì cũng nướng cũng ngon lắm nha. Cá cóc nướng ngon lắm luôn. Cá đó uống lù. Cá lên gì mà con cá đó thôi đó. Anh kia anh gọi là cá lâu kiến nãy giờ chưa gọi nữa kìa. Cái đen chân mà. Nhìn cái màu da của anh đó tưởng chú Lạc luôn. Ủa mình còn cá gì khác không Nguyễn? Còn cá cha. Nay không có cá chê rồi. Cá chê chày về khó dính lắm. Không ai chịu mình lặn rồi không ai. Giờ cũng chạy dính bà hả? Cũng hên lắm mới dính rồi, do khó quá, khó dính. Đúng rồi, cá chê nó mại. Bữa nay là cá thả cũng là trúng cá cả nhà. Nhưng mà có điều là trúng cá thả nhiều hơn cá ăn. Về là món cho cái chai vô bao luôn, mình chạy sao ảnh một hồi luôn á, mình gửi xong ảnh chưa xong. Cá lâu kiến lợi hại quá. Thành quả này cả nhà, chúng cá nha, nhưng mà có điều là cá thả nhiều. Bữa nay có cái đặc biệt, hôm nay có cái vụ đếm, cái vụ đếm cá tra, cá mì dinh, cá rảnh, cá lâu kiến, rồi được hai con cá tra bự, cá hét nữa. Rồi là kiếm nhiều mà đủ quá. Rồi nay đi uống nước. Khúc làm gì treo quần lên máy không? Cá nhỏ bỏ hàm. Lúc cần cái xô đựng cá dưới nè. Đựng cá bự đó, hả? Vậy thả này trước đi rồi cầm thì xuống. Có nhiều. Trúng mánh. Trúng mánh mà cá ăn thì được á ha. Nhiều cá lắm anh, tùm lum cá luôn nữa. Anh coi clip anh biết liền à. Bây giờ đứng cho coi phải không? Dạ không cho coi. Ê trời ơi, vậy sao anh đụng cái cây này vậy? Dài không? Ủa có không có hai cái ép hả anh Tân? Mấy cá cha này nó sống ấy lắm, yên tâm đi. Còn ừ, công đức vô lượng, phóng sanh luôn. Lo cho bạn sống trước rồi mấy cá kia nó chết rồi. Cá này là cá ăn nè, còn nãy cá thả là thả anh Tấn anh thả xuống ao rồi. Cá này là cá ăn, còn cá thả nãy thả rồi. Hai cá cha, con cá cóc. Hai cá cha tan vậy mà anh Tấn nói hai con này có 1 ký à. Nghĩ sao trời? Một con gần ký. Con gần ký. Con cá cóc luôn nè cả nhà. Rồi cá lâu kiến, rồi ở dưới còn cá ru phi. Giờ chiều nay mình sẽ làm cơm cho anh Tấn với lại anh Hoàng với lại gia đình mình, làm mớ ớt nè, cá ru phi với lại hai cá cha nè cả nhà. Bây giờ mọi người sẽ xuyên đồ lên mình dọn dẹp. Thì sẽ kết thúc clip này ở đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Trúng cá nha cả nhà, nhưng mà cá thả nhiều hơn cá ăn. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo để cho mọi người dọn dẹp đồ.